Việt Nam sẽ dự các hội nghị BRICS tại Nam Phi. Việt Nam sẽ cử đại diện tham dự hội nghị của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại Nam Phi vào cuối tháng này, trong đó có phần về mở rộng nhóm. Chiều ngày 17 tháng 8, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nêu quan điểm trước thông tin Việt Nam có ý định tham gia nhóm BRICS khối các nền kinh tế mới nổi lớn, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, là một thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực tại các cơ chế, tổ chức, diễn đàn đa phương toàn cầu và khu vực. Cũng như nhiều nước trên thế giới, chúng tôi quan tâm theo dõi tiến trình thảo luận về mở rộng thành viên của nhóm BRICS, người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin. Bà Hằng cho biết, trong hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS tại Nam Phi lần thứ 15 sắp tới, Việt Nam là một trong 71 nước được mời tham dự. Người phát ngôn cho biết thêm, tại hội nghị BRICS châu Phi và hội nghị đối thoại BRICS mở rộng, Việt Nam dự kiến sẽ cử đại diện tham dự. BRICS hiện chiếm tới 42% dân số toàn cầu, 30% diện tích thế giới, 23% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và 18% thương mại xuyên lục địa. Nam Phi là quốc gia chủ tịch, dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối tại thành phố Johannesburg từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Hơn 40 quốc gia đã bày tỏ mong muốn hoặc quan tâm đến việc gia nhập BRICS. Việc mở rộng khối đến mức nào là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.